Cùng với các trường trong cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, 40 trường trên địa bàn thành phố Sông Công đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021, một lễ khai giảng đặc biệt so với những năm học trước. Đến dự lễ khai giảng tại các nhà trường có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, các địa phương. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tất cả các trường trên địa bàn đều thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho thầy cô và các em học sinh. Lễ khai giảng được tổ chức với phần lễ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức ngắn gọn, trang trọng, hiệu quả, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thực hiện đúng mục tiêu, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học. Năm học này, thành phố Sông Công có trên 17.000 học sinh thuộc các cấp học, trong đó 3 trường trung học phổ thông, 37 trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở. Năm học 2020-2021, toàn thành phố có gần 1.200 cháu huy động vào lớp 1 và trên 1.200 cháu vào lớp 6, tỷ lệ huy động đạt 100%. Với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, ngành giáo dục đã chủ động, nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, thực hiện thành công vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học. Đây cũng là năm học cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành giáo dục, được ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Em cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi vì được các bác lãnh đạo, các cấp quan tâm và tạo điều kiện cho chúng em có một cơ sở vật chất tốt hơn. Và trong môi trường mới này, em thay mặt các bạn học sinh, em xin hứa là sẽ học tập thật chăm chỉ để phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Bản thân tôi cũng như là nói riêng cũng như là các thầy cô giáo trong trường trung học cơ sở Nguyễn Du nói chung sẽ cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực và đóng góp sức lực cũng như trí tuệ để hoàn thành cái nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021. Với chủ đề năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sông Công đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đặc biệt năm học này cũng là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Công tác chuẩn bị về giáo viên cũng như cơ sở vật chất được các nhà trường hết sức chú trọng. Để chuẩn bị cho năm học mới, Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư 16,6 tỷ đồng cho các nhà trường sửa chữa, mua trang thiết bị phục vụ dạy và học. Ngay trong lễ khai giảng, 5 trường tiểu học và mầm non của thành phố Sông Công đã vinh dự được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường chúng tôi rất là vinh dự, tự hào toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường, các phụ huynh và các em học sinh coi đây là một thành tích vượt bậc và rất là vui trong năm học 2019-2020, và có thể nói đây sẽ là một bước tiền đề cho thầy và trò chúng tôi tiếp tục thành công rực rỡ hơn. Hội cha mẹ học sinh chúng tôi rất là tin tưởng trong cái năm học mới này thì tập thể giáo viên nhà trường sẽ gặt hái được rất nhiều những cái thành tích, phát huy những cái thành tích đã đạt được trong năm cũ. Năm học 2020-2021, thành phố Sông Công tiếp tục thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả của vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tăng cường xây dựng nề nếp kỷ cương nhà trường, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm nhà giáo, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học. Thứ nhất là ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã phân luồng học sinh theo cái định hướng năng lực, chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm học sinh mà theo cái hướng tự nhiên, nhóm thứ hai là nhóm học sinh mà theo cái định hướng về xã hội. Cái đích tới của nhà trường đó là hướng tới trường trung học phổ thông Sông Công là một cái trường mà có chất lượng giáo dục cao ở trong tỉnh Thái Nguyên. Ngay từ đầu năm học 2020-2021, toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sông Công sẽ quyết tâm thực hiện 9 cái nhiệm vụ chủ yếu và 5 cái giải pháp theo cái chỉ thị của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong đó xuyên suốt toàn bộ 9 cái nhiệm vụ chủ yếu này, đó chính là đảm bảo về chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên toàn địa bàn thành phố. Ngoài ra thì tập trung quan tâm đến bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn bộ cái xuyên suốt của năm học. Tiếp cận bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo nghị quyết 29 và đổi mới chương trình sách lớp 1 bắt đầu từ năm học 2020-2021. Bên cạnh đó thì tập trung vào các cái nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất đáp ứng với sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu, hứa hẹn những thành công mới.
ngành giáo dục và đào tạo thành phố sông Công quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2020-2021, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết mà Đảng bộ thành phố đã đề ra. Đến cuối năm 2020, 100% trường công lập trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia.